Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, làm ăn đắc thắng, tài lộc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mồng một kêu trời, mồng 10 Phật thương, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vận số đã đến giờ vàng, đã điểm và giàu sang chạm nóc trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước chưa phát triển Internet hay còn ban sơ, nên cái thế giới quan nhân sinh quan của Mậu Ngọ nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ nhiều lắm, là một Mậu Ngọ sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong cô bác anh chị hiểu trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần. Sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu, đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam. Cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Mậu Ngọ ta đáng được hưởng. Mong cô bác anh chị sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài. Hoặc chí giả có thể Mậu Ngọ sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế, nhưng thời thế sẽ có cách để ép cô bác anh chị phải chuyển động vào guồng. Nên thay vì bị ép hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể, cứ nắm lấy cơ hội nế thấy tiềm năng có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn, là để sử dụng không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp cô bác cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ. Người sinh năm 1978 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, là ánh nắng, sức nóng trên trời. Mậu Ngọ thuộc mệnh thiên thượng hỏa. Mậu Ngọ là nơi hỏa vượng, mộc ở trong chi mùi lại sinh hỏa. Hỏa khi bung lên cặp đất sinh nên gọi bằng thiên thượng hỏa. Thiên thượng hỏa là lửa trên trời. Mậu Ngọ là mặt trời, sưởi ấm sông núi, chiếu sáng vũ trụ, chan hòa mọi chỗ không thiên vị. Bởi vậy, thiên thượng hỏa rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng hòa mà có nhiều cắt tinh tại mệnh, đứng ngôi chủ vào thời bình, bản dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng hòa tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình đứng ngôi chủ, các cận thần phải coi chừng. Đặc biệt nếu mệnh cung mang những sao thủ đoạn, mưu trước, thiên thượng hòa dù Mậu Ngọ mùi thầy đều ưa danh vị tiếng tăm. Theo lý thuyết phong thủy, Mậu Ngọ trong bát quái thuộc cung ly, chính nam, là nơi hòa phát mạnh nhất. Cung mùi là nơi thái cửu dương bắt đầu giảm, cái nóng từ Mậu Ngọ cũng làm cho cô mùi trở nên khô cằn nóng bức. Nên người sinh năm Mậu Ngọ muốn phát triển sự nghiệp, bản mệnh phải đi ngược lại một bước để tiến đến thái cực dương, để phát huy thiên thượng hỏa một cách tối đa. Theo ngũ hành, Mậu thuộc hành thổ, Mậu Ngọ được xem như con ngựa đất, người tuổi Mậu Ngọ có khả năng nhìn nhận mọi vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn những người cùng tuổi Ngọ khác. Người tuổi này bản chất vốn có là tính cách nóng này, năng lượng thỏ sẽ giúp làm dịu đi tính cách này, giúp cho họ trở nên ổn định hơn, bình tâm hơn. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ, họ thường biết cách làm việc, tổ chức làm mọi việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định,
Họ thà chịu tốn nhiều thời gian để làm mọi việc kỹ càng và chất lượng hơn, chứ không muốn làm nhanh một cách sơ sài, ẩu đả. Bên cạnh những tính cách trên, người mang tuổi Mậu Ngọ còn có nhược điểm thường thấy, đó chính là sự không quyết đoán. Trong mọi việc, họ luôn thận trọng trong từng suy nghĩ và hành động, dù đây là những điều tốt, nhưng lại khiến cho bản thân họ trở nên do dự, không dứt khoát, thiếu quyết đoán khi đưa ra những quyết định cuối cùng. Người mang tuổi Mậu Ngọ luôn thật thà, tốt bụng, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, giống như một con ngựa đã được thuần hóa vậy. Đối với họ, họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà bỏ qua đi lợi ích của bản thân. Người mang tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều may mắn về mặt tài chính, trong mọi lĩnh vực họ đều có khả năng thành công khi tự mở hoặc hoạt động riêng cho bản thân. Tuổi Mậu Ngọ, cuộc sống ở thời kỳ hậu vận được sung sướng tạm thời, cùng trong thời gian này, cuộc sống họ cũng thêm phần sang trọng. Tuy nhiên, cũng vì bản tính nóng này nên trong công việc, làm ăn, họ thường dễ bị đổ vỡ. Cuộc sống của nam tuổi này sẽ được nhiều phần sung túc hơn nếu bạn biết rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp. Con đường tài lộc của tuổi Mậu Ngọ có được thành công lớn khi bước sang độ tuổi 49. Độ tuổi trung bình của nam tuổi này thường dao động từ 55 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ cũng có thể tăng thêm nếu bạn biết sống phúc đức ăn ở hiền lành. Ngược lại, tuổi thọ bị thuyên giảm nếu như ăn gian ở ác. Về phần gia đạo, nam giới tuổi Mậu Ngọ có được cuộc sống gia đình hoàn toàn êm ấm, gia đình sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, con đường công danh chỉ dừng lại ở mức độ trung bình mà thôi. Con đường công danh không thể lên được mức cao nhất, dù có được sự thành công thì cũng chỉ ở mức tạm thời, rồi về sau cũng sẽ trở lại như cũ. Con đường sự nghiệp đôi lúc phát triển đi lên rất cao, tuy nhiên lại không giữ được lâu. Về mặt tiền tài, mặc dù vào ra đều đặn, nhưng lại thường xảy ra nhiều khó khăn về vấn đề tài lộc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Từ năm 45 tuổi trở đi, sự nghiệp có thể hoàn thành được. Những người mang tuổi Mậu Ngọ nam mạng là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Khi xem qua tử vi, cả cuộc đời họ luôn gặp được nhiều may mắn, vui vẻ, ít gặp phải, đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nóng nảy, chủ quan của bản thân mà họ thường vấp phải những sai lầm, thất bại trong công việc. Người mang tuổi Mậu Ngọ sẽ sớm được thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội nếu biết khắc phục điểm yếu của bản thân. Những người tuổi này thường biết và ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ. Khi còn thổ nhỏ, họ thường ít dành thời gian cho gia đình, họ luôn thích những chuyến đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Khi bước vào tuổi trưởng thành hơn, họ thường dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc gia đình hơn, tập trung phát triển sự nghiệp. Người mang tuổi Mậu Ngọ thường được mọi người yêu quý, kính trọng bởi bản chất sống thật thà, tốt bụng. Những người mang tuổi này thường có tuổi thọ dao động từ 80 đến 95 tuổi. Xem qua tử vi có thể thấy được rằng, cuộc đời của nữ nhân tuổi Mậu Ngọ ngay từ khi sinh ra đã sớm được hưởng cuộc sống sung sướng, cha mẹ hết mực yêu thương. Cả cuộc đời của nữ tuổi Mậu Ngọ luôn gặp được nhiều niềm vui, may mắn, công danh, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ từ lúc trẻ cho đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ gặp phải đôi chút không thuận lợi, gặp phải khó khăn về sự nghiệp khi bước sang tuổi trung niên. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mậu Ngọ cũng rất dễ dàng vượt qua và giải quyết được mọi vấn đề bằng khả năng và nỗ lực của chính bản thân mình. Tóm lại, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cả cuộc đời cố gắng phấn đấu để phát triển sự nghiệp, phải đến năm 30 tuổi thì mới thành công rực rỡ, có vận tiền tài. Tuổi thọ trung bình của nữ tuổi Mậu Ngọ theo tử vi thường dao động từ 70 đến 78 tuổi. Tuy nhiên, để có thể gia tăng được tuổi thọ, cần phải sống lương thiện, ăn ở phúc đức. Ngược lại sẽ bị thuyên giảm tuổi thọ nếu ăn gian ở ác. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng Tân Mùi này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ có rất nhiều việc phải làm, chủ yếu là do bản mệnh bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, nên đây là lúc biến những kế hoạch trừu tượng thành hành động. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ đang theo chiều hướng tăng tiến. Có lục hợp quý nhân che chở lại thêm nguyệt lệnh lâm quan, chủ về công danh, nên nhiều cơ hội để bản mệnh thăng tiến, đón đầu thành công. Nhưng bên cạnh đó,
bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được cơ hội tốt này. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Cũng trong tháng này, bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài lộc khá dư dôi. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt, nên cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh, thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Trong chuyện tình cảm, thiên diêu đào hoa xuất hiện, giúp tình yêu thêm thăng hoa. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất. Người độc thân vượng nhân duyên, nhưng dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không, nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ hoàn toàn ổn, không phải lo lắng gì. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt tài lộc, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp, không chỉ công việc, sự nghiệp mà tài lộc của tuổi Mậu Ngọ cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài, điều đó cho thấy việc kinh doanh túc tắc thì vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời gian này, chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Lục hợp cũng giúp bản mệnh mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn, nhưng vì lòng người đa đoan, khó đoán, Mậu Ngọ vẫn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 6 này, Mậu Ngọ may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, nên vận khí khá vượng, đặc biệt là ở phương diện công danh, sự nghiệp. Công việc có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động, nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức sáng tạo, nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả tốt. Ngoài ra, người tuổi Mậu Ngọ trong tháng này cũng có cát tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng như trước nữa. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng Tân Mùi này, tuổi Mậu Ngọ có sao đào hoa là thiên diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp thái tuế, nên nhân duyên rực rỡ, nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn, mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tình yêu được chắp cánh, nên thêm phần thăng hoa, cát khí giúp bạn giải hòa các khúc mắc tồn tại từ lâu. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất, người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc trước hiện tại. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen kết thân với người khác giới, nhưng quá nhiều vệ tinh cũng không phải chuyện tốt, nó khiến bạn dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không, nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Một vài tuổi Mậu Ngọ độc thân còn được người khác mai mối giới thiệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao, tốt hơn hết bạn nên tự tìm kiếm. Về mặt sức khỏe tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 năm 2024 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc. Nhưng đồng thời, nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn, chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồm cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó làm gì bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đúng tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Mậu Ngọ sẽ có một tuần bận rộn, vất vả,
đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Mậu Ngọ vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế trong tháng, tuổi Mậu Ngọ được giải thần Cát Tinh nâng đỡ, sứ mệnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát, nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Mậu Ngọ cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hênh, lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hướng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng du rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ nâu. Con số phát tài 89-65-22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình tuần này của người tuổi Mậu Ngọ khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sự ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn. Tuổi Mậu Ngọ cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kiểu ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Vào tiết trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, khiến cơ thể mất nước nhiều, rất dễ gây choáng váng, đột quỵ. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập. Tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức. Làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi lúc mâu thuẫn, cãi vã, nhưng mọi chuyện đâu rồi lại vào đó. Người độc thân vẫn mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Dậu, tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số phát tài 89-67-22. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của người tuổi Mậu Ngọ có biến chuyển tích cực hơn, chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Mậu Ngọ cũng có thể nhận được sự trợ giúp của những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Mậu Ngọ được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, nhưng mâu thuẫn, lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán.
Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày. Dù vất vả đến mấy, cũng cố gắng gồng, mọi thứ rồi sẽ qua. Phương diện sức khỏe tuổi Mậu Ngọ giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ, hung tinh. Bước sang tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa vượng sẽ khiến bản mệnh bị nội nhiệt, nóng trong, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Bên cạnh đó, vì quá bận rộn với công việc, bạn không có nhiều thời gian cho việc luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vì thế, thể trọng thì tăng, mà thể lực lại giảm. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp, nhưng cũng không quá sóng gió. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng, đôi khi vì quá mệt mỏi, mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng hục hặc vì không hiểu nhau. Nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa, mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 09, 56, 87. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của người Mậu Ngọ có các có hung đan sen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Mậu Ngọ vốn lanh lợi, nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục nhược điểm này không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Mậu Ngọ dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có sao thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sự ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Mậu Ngọ đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, vào tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa quá vượng, các cặp vợ chồng nên tiết chế đôi chút trong chuyện chăn gối, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Dần, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 89-65-22. Quý cô bác anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, ngoài năm sinh thì tháng sinh âm lịch cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi dựa vào tháng sinh có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một phần tính cách. Những người tuổi Mậu Ngọ sinh ra trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy trong tháng 6 âm lịch năm 2024 này, những người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý vị theo dõi tiếp luận giai sau đây. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng Giêng. Người sinh vào tháng Giêng, bản tính phóng khoáng, rộng lượng, họ rất giỏi tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Khi gặp khó khăn thì đã có bạn bè sẵn sàng cứu giúp. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch. Đây là những người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời, họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà, cha mẹ, thành công đến với họ thì cũng nhanh chóng hơn người khác, bởi những người sinh vào tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, đề ra chiến lược và nỗ lực thực hiện. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 4 âm lịch. Bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng sắt đá, không dễ gì làm họ dao động. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội làm ăn, tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 5 âm lịch. Thời trẻ mệnh cách chịu vất vả, ngược xuôi, bươn chải để kiếm sống và chứng tỏ năng lực của bản thân. Khi về già, sức khỏe tốt, được hưởng phú quý bên bạn đời, con cháu. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 6 âm lịch. Con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổ nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt. Do vậy, bản mệnh cần kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, tất sẽ nhiều khởi sắc. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ hưởng phúc phần từ ông bà, cha mẹ thành công đến với họ thì cũng nhanh chóng hơn người khác.
người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 7 âm lịch. Những người này trí huệ hơn người, dù vướng trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp để gỡ bỏ. Trên đường công danh, mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín của bản thân. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 8, chí dũng song toàn, đầy đủ phẩm chất của bậc quân tử. Nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách trong công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 9 âm lịch. Người sinh vào tháng 9 thực sự có tài, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng. Những người có chí cầu tiến, vận mệnh cực kỳ sáng, lạn rực rỡ. Ngược lại, người chỉ muốn tựa nhờ người khác thì tài vận không bền. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch. Cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm. Họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả. Đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 11 âm lịch. Xét tổng thể, vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 không có hoạn nạn nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 12 âm lịch. Khi đi học, người này thường xuyên đạt thành tích tốt, rất có tư chất và nghị lực. Khi lớn lên, vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Nhân sinh cảm ngộ. Quý bạn mệnh tuổi Mậu Ngọ kính mến, sự tức giận bắt nguồn từ nội tâm, khi cảm xúc bị kích động sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là phải tìm ra căn nguyên của cơn giận, từ đó học cách kiểm soát nó. Tức giận là bản năng, kiềm chế cơn giận là bản lĩnh, kiểm soát được cảm xúc mới có thể kiểm soát được cuộc đời. Trong cuộc sống, khi chúng ta đối mặt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thi thoảng trong các mối quan hệ sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột. Tức giận không chỉ làm tổn hại đến tình cảm, mối quan hệ giữa người với người, mà còn có ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Khi người ta tức giận, thường quên đi giới hạn và khả năng kiểm soát, thường nói và làm ra những sự tình không hợp với lễ nghĩa, dễ khiến bản thân sau này phải hối hận. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta cần phải học được trí huệ của sự điềm tĩnh, nhẫn nại. Lúc Tào Tháo, Lưu Luận anh hùng trong thiên hạ, Lưu Bị, những lời của Tào Tháo làm cho kinh sợ đến nỗi đánh rơi đũa. Lưu Bị là người có đức lớn mà còn như vậy, thì người thường, nếu Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không biến sắc, kỳ thực là không phải việc dễ dàng. Lão Tử từng nói, sùng nhục bất kinh, tức là không quan tâm hơn thua, không so đo thiệt hơn. Tôn Tẫn cũng từng nói, dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, nhưng sắc mặt vẫn bất biến, không thay đổi. Vương Dương Minh cũng từng nói, tâm này là bất động. Tất cả những câu nói này đều ra một chân lý, cần phải có một trái tim an định, bất động, thản đàm, an nhiên, để đối mặt với vinh nhục, được mất và những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Bởi vậy, những người có thể giữ tâm tính vững vàng trước những tình huống bất lợi bất ngờ ập đến, có thể giữ cho bản thân mình một tâm thái bình tĩnh, ung dung, ắt sẽ là người làm nên đại sự. Cổ nhân có câu, vui quá hóa buồn, con người trong khi cực kỳ phấn khích, thường nói năng không có kiểm soát, kiêng nể gì cả, sẽ nói một số lời gây tổn thương người khác hoặc không phù hợp, sau đó thì sẽ dẫn đến kết quả đáng buồn. Khi con người ta vui vẻ, họ thường cảm thấy mọi thứ đều thuận mắt. Lúc này, khả năng phân biệt của họ thường yếu đi rất nhiều và tính logic của tư duy thì cũng bị giảm sút. Vì vậy, sự mất kiểm soát sẽ tận dụng cơ hội này để tắc quái. Tuy nhiên, tâm thái có thể hưng phấn, lời nói ra cần phải bình tĩnh, bởi vì lời nói ra không bao giờ rút lại được nữa. Những người thông tuệ là người có thể phân biệt được lời nào nên nói, lời nào không, đặc biệt là lúc cao hứng, quá sợ thành ra yếu đuối. Tử Lộ hỏi Khổng Tử, nếu thầy cầm quân ra trận, thầy chọn ai theo? Khổng Tử đáp, kẻ tay không mà bắt cọp, không thuyền mà lội qua sông, chết không tiếc thân, những kẻ ấy ta không cho theo ta. Khi lâm sự, ắt phải biết lo lắng, thận trọng, suy tính mưu lược để thành công, những người đó ta mới cho theo. Lời bàn, Tử Lộ tự hào mình có dũng khí, ắt được thầy đánh giá cao, nhưng không tự chỉ đánh giá cao những người vừa có dũng khí, không biết sợ sệt, hơn nữa còn vừa mưu trí, cẩn trọng. Khổng Tử cho rằng, nếu sợ hãi quá mức, sẽ lấn át trái tim của chúng ta. Khi đối mặt với những việc mang tính chất quyết định, rất có thể sẽ không thể nào kiên trì với lập trường nguyên tắc của bản thân, cho nên sẽ khó để có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Cuối cùng, không có cách nào để giải quyết vấn đề trước những sợ hãi hoặc cám dỗ, những người yếu đuối thường đánh mất nguyên tắc của mình. Lúc này,
Người thực sự mạnh mẽ sẽ ngẩng cao đầu mà đối mặt. Người có bản lĩnh chân chính sẽ nhẫn nại và kiên trì, đứng trước thử thách cam go. Quân tử sẽ dũng cảm đối mặt, kẻ tiểu nhân yếu đuối thoát chạy, bởi vậy không thể làm nên nghiệp lớn. Hứa nhiều dễ mất tín. Cổ ngữ cũng có câu, một lần mất tín, trăm lần bất tin, ngôn tất tín hành tất quả. Có thể thấy rằng, trong đối nhân xử thế, cổ nhân rất coi trọng chữ tín. Một người có thành tín, biết thủ tín, thì làm điều gì cũng tất thành. Đừng coi nhẹ lời hứa, nếu đã hứa thì ắt phải làm được. Hãy giữ lời hứa và cố gắng hết sức để thực hiện. Trước khi vỗ ngực làm với ai đó, hãy cân nhắc thật kỹ bằng cả trái tim và năng lực của bản thân mình. Người xưa thận trọng lời nói, sợ xấu hổ nếu nói mà không thể làm được. Khổng Tử chủ trương là phải thận trọng trong lời nói và hành động. Nếu không làm được điều này thì sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của người khác. Bởi vậy, Khổng Tử cho rằng người xưa không tự tiện nói chuyện, bởi vì họ sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc đã hứa mà không làm. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.